hoặc đối với nhĩ giới cho là không rồi khởi tưởng chấp trước không, đối với thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cho là không rồi khởi tưởng chấp trước không, hoặc đối với tỷ giới cho là không rồi khởi tưởng chấp trước không, đối với hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cho là không rồi khởi tưởng chấp trước không, hoặc đối với thiệt giới cho là không rồi khởi tưởng chấp trước không, đối với vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cho là không rồi khởi tưởng chấp trước không, hoặc đối với thân giới cho là không rồi khởi tưởng chấp trước không, đối với xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cho là không rồi khởi tưởng chấp trước không, hoặc đối với ý giới cho là không rồi khởi tưởng chấp trước không, đối với pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cho là không rồi khởi tưởng chấp trước không, hoặc đối với địa giới cho là không rồi khởi tưởng chấp trước không, đối với thủy hỏa phong không thức giới cho là không rồi khởi tưởng chấp trước không, hoặc đối với vô minh cho là không rồi khởi tưởng chấp trước không, đối với hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh não tử sầu than khổ yêu não cho là không rồi khởi tưởng chấp trước không, hoặc đối với bố thí ba la mật đa cho là không rồi khởi tưởng chấp trước không, đối với tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cho là không rồi khởi tưởng chấp trước không, hoặc đối với pháp không nội cho là không rồi khởi tưởng chấp trước không, đối với pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh cho là không rồi khởi tưởng chấp trước không, hoặc đối với chân như cho là không rồi khởi tưởng chấp trước không, đối với pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ cho là không rồi khởi tưởng chấp trước không, hoặc đối với thánh đế khổ cho là không rồi khởi tưởng chấp trước không, đối với thánh đế tập diệt đạo cho là không rồi khởi tưởng chấp trước không, hoặc đối với bốn tịnh lự cho là không rồi khởi tưởng chấp trước không, đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc cho là không rồi khởi tưởng chấp trước không, hoặc đối với tám giải thoát cho là không rồi khởi tưởng chấp trước không, đối với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cho là không rồi khởi tưởng chấp trước không, hoặc đối với bốn niệm trụ cho là không rồi khởi tưởng chấp trước không, đối với bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cho là không rồi khởi tưởng chấp trước không, hoặc đối với pháp môn giải thoát không cho là không rồi khởi tưởng chấp trước không, đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cho là không rồi khởi tưởng chấp trước không.